Hôm nay em mới học về. Ủa, con. Mẹ tưởng ba rước con về chứ. Con đợi ba lâu quá, con tự về luôn. Rồi ba mày đâu? Con đâu có biết, mẹ gọi ba thử coi. Gọi được cho ba không mẹ? Mà dạo này á, mẹ thấy ba con lạ lắm nha. Lạ là lạ làm sao? Hổm giờ con lo học không à, nên con không có biết. Ổng đã không mang tiền về nhà thì thôi, tiền để trong tủ á, cứ dơ dần đi không hà. Hay mẹ có xài cái gì rồi mẹ không nhớ không? Chứ ba trước giờ có ăn xài gì nhiều đâu. Chính vì vậy mới thấy lạ đó. Hồi nào giờ á, ba con không có cần tiền tiêu xài cái gì hết, mà bây giờ ổng xài tiền nhiều như vậy, cho nên mẹ mới thấy lạ đó. Vậy thôi mẹ đợi ba về rồi mẹ nói chuyện đi. Con lên phòng tắm rửa ăn cơm cái nha. Alo, Thu hả? Em đem toàn bộ hồ sơ của vụ án Thanh Sào cho anh nha. Alo. Được rồi, tôi đến liền. Dạ, quên đây. Theo anh đến hiện trường vụ án. Nạn nhân là nam, có khoảng 35 tuổi, phần thịt thì bị cháy xém. Hiện trường vụ án là một khu đất bỏ hoang, chỉ có một lán trại nhỏ, không có người ở. Vậy ai là người phát hiện? Là cháu gái kia. Con bé đi lượm nhớ lon rồi phát hiện, sau đó thì tụi em tới. Em có thấy ai xung quanh đây không? Khi em tới thì không thấy ai hết. Tay con bị sao vậy? Dạ, hồi nãy con đi lượm lon rồi chú kia chạy xe đụng con. Ôi! Mày nhỏ nhóc này, mày đuôi không thấy đường mày. Dạ con xin lỗi chú, mà tay con đau quá chú ơi. Cậy mày,
là con nhìn thấy người đàn ông đi từ hướng này ra đúng không? Dạ. Em làm việc tiếp với đứa bé đi. Dạ. Bé gái nhìn thấy người đàn ông từ trong này ra. Chúng ta cần tập hợp tất cả các camera nhà người dân xung quanh để nhận diện người này. Rõ. Anh Thắng, có hình ảnh rồi. Và bé Ân cũng đã xác nhận đúng người này đã đụng chúng bé. Những hình ảnh này cũng khó mà nhận diện, phải cố gắng tìm thêm các khu vực lân cận để mà so sánh. À, còn nữa, giấy tờ tùy thân của nạn nhân tuy bị cháy xém một phần, nhưng mà bên kỹ thuật cũng đã phục hồi rồi, cũng đã có thông tin. Tốt rồi, em hãy cho đội 1 mở rộng trích xuất và tiếp tục đối chiếu với hình ảnh camera. Sau đó chúng ta sẽ đến nhà nạn nhân. Dạ. Chúng tôi bên đội cảnh sát hình sự, bên nhà có báo là anh Bảo đã 3 ngày rồi không về nhà. Dạ đúng rồi, 3 ngày rồi ba em chưa có về nữa. Đúng rồi, chồng tôi mất tích đã 3 hôm rồi. Mời anh chị vô nhà. Con đi rót nước mời anh chị đi con. Dạ. Dạ. Chị có biết chồng mình có các mối quan hệ hay đi làm ăn xa ở đâu không? Dạ, chồng tôi là thợ điện, cho nên không có làm ăn riêng với ai hết. Cách đây 3 hôm, chúng tôi có nhận được trình báo của người dân khi phát hiện một xác chết đang bị cháy. Sau khi xác minh, chúng tôi tình nghi nạn nhân chính là anh Bảo. Là ba của em hả? Là chồng tôi sao? Để có kết quả chính xác, bộ phận giám định sẽ làm xét nghiệm ADN. Nên là gia đình hãy theo chúng tôi về cơ quan để làm giám định nha. À, tôi nhớ rồi. Cách đây chừng hơn một tháng, từng có một người đàn ông đến đây tìm anh Bảo. Dạ, anh tìm ai ạ? Thằng Bảo. Chồng tôi không có ở nhà. Vậy khi nào nó về, nói nó đi gặp thằng Tùng, khu A3. Nói vậy là nó sẽ biết. Dạ. Tùng, khu A3. Dạ. Chị có biết A3 là gì không? Sau đó tôi có hỏi anh Bảo, thì anh ấy nói là Tùng là bạn học cũ ở khu tập thể A3. Xét các mối quan hệ cũ, nơi nạn nhân từng học lúc xưa, thì có ở ký túc xá khu A3. Nạn nhân có một người bạn tên là Tùng. Cả hai có mượn tiền qua lại. Sau đó thì người tên Tùng hợp tác lao động nước ngoài. Vậy là sau khi Tùng về đã kiếm Bảo để đòi tiền, nên xảy ra mâu thuẫn. Cũng có thể.
Alo. Được rồi, cảm ơn anh. Đã có thông tin nhận diện gương mặt nghi phạm từ camera một nhà thuốc. Đúng là người này. Hắn ta đã đến nhà thuốc và mua kim tiêm. Nghiện và từng có tiền án buôn bán ma túy. Bộ phận lưu trữ đang trích lục toàn bộ hồ sơ. Tốt rồi, manh mối nghi phạm dần hé lộ, lên kế hoạch truy tìm thôi. Tôi ngân phòng bị cho mướn cũng được 3 năm rồi, nhưng mà gần đây á, công nhân thất nghiệp bỏ về quê hết trơn. Cách đây 2 tháng, anh ta có dẫn một người phụ nữ tên là Lan Anh tới đây mướn phòng của tôi. Nhưng mà họ lại chuyển đi cách đây 4 ngày rồi. Anh Thắng, bên bộ phận kỹ thuật đã phục hồi được một phần camera. Có một người phụ nữ đã cùng Tùng kéo thùng xốp ra khỏi đây. Có thể xác định đây là hiện trường gây án. Báo cáo với đội kỹ thuật hình sự đến liền. Mẹ, có cô kia nói là bạn của ba đến đây để chia buồn. Em là... Em là kế toán, chỗ anh bỏ làm việc. Sáng nay có đọc báo nên anh chia buồn. Chồng tôi chết thảm quá. Dạ. Chắc chắn công an sẽ bắt được hung thủ. Hắn phải bị tử hình. Nhà mình có nghĩ ai gây ra cái chết cho anh Bảo không chị? Chắc là nó. Nó đã từng đến đây. Hay con dắt cô lên chùa để thắp nhang nha. Tại vì bên công an người ta chưa có gửi thi thể về để cho gia đình mai táng. À thôi, cô có việc gấp rồi. Để hôm đám tang cô tới cũng được. Em, mẹ nhớ ra rồi, cô gái này đã từng đến đây với thằng Tùng. Con trình báo với anh Thắng gấp đi. Dạ. Em, sao rồi? Bản ghi anh, báo công an rồi. Vậy là tụi mình không sống ra được nữa rồi. Tại anh hết. Chuyện có gì đâu mà làm vậy. Bây giờ tao đang kẹt. Con gái tao đang cần tiền làm luận án tốt nghiệp.
Thì mày để cho tao vài tháng đi. Mày tới nhà tao mày đừng có ồn ào cho mày. Khi tao cần, tao mới hỏi. Từ đó giờ tao không cần, tao có hỏi tới mày không? Biết là vậy, nhưng mà bây giờ tao không có một cây vàng trả mày. Tao không cần biết mày làm gì, mày phải trả cho tao, nếu không tao tới nhà mày đó. Tao cảnh cáo mày, chuyện này mà vợ con tao biết, mày không yên đâu. Lại không chịu trả nữa hả? Chó này nó lì lắm. Lúc còn đi học á, làm cho con lớp trưởng có bầu mà nó không chịu trách nhiệm, anh mới đứng ra cho nó mượn một cây vàng để giải quyết hậu quả. Bây giờ đến lúc anh cần, nó nói nó không có, nó không trả. Chỗ thì anh phải ép nó trả chứ. Anh chơi ma túy, nợ tiền tụi chính sẹo, nó đòi tới nơi rồi kìa. Được rồi, để anh giải quyết cho. Chuyện cũ đích rồi, sao cứ qua làm phiền gia đình cho hoài vậy hả? Cũ mới tao không quan trọng, mày mượn vàng phải trả vàng. Một cây vàng thời điểm tao mượn mày có hơn 5 triệu, còn bây giờ hơn 60 triệu rồi. Mày coi mày tính cho đàng hoàng. Tính hả mày? Tao không cần biết chuyện nào qua chuyện đó. Mày mượn vàng phải trả vàng, không nói nhiều. Tao nhiều lần đã trả cho mày, nhưng mày nói mày chưa cần. Bây giờ mày nghiện ngập, qua đây đòi tao, có đâu tao trả liền. Nhà mày như vậy, không lẽ không có mấy chục triệu trả tao hả? Tao nói cho mày nghe nha, mày đừng có đem cái chuyện nghiện ngập của tao qua đây nói chuyện. Mày mà nói nữa, tao cắt giò mày đó. Mày nghiện thì tao nói mày nghiện, có chơi thì có chịu. Chó này, alo ba nghe nè con. Rồi đợi ba xíu, ba tới ba rước con liền. Đây là nhắc nhau, tao làm cảnh cáo mày, tao cấm mày nói chuyện tao nghiện ngập ở đây nghe chưa? Thằng chó, lúc mày ở tù ai là người thăm hỏi mày hả? Tao hỏi mày một lần nữa, tự trả tiền cho tao không? Tao không trả đó. Mày làm gì tao? Chơi đi. Anh làm gì vậy? Ông cắt khổ rồi. Nó đáng bị như vậy. Khôn hồn thì im cái miệng lại. Bây giờ đi ra ngoài chợ mua cái thùng xốp vô đây cho tao. Nhưng mà anh định làm gì với cái xác đó? Đó là chuyện của tao, nhiệm vụ của mày biết nghe và làm theo. Đi. Đi. Yeah.
quên đẩy không ạ? Có chuyện đó là bây giờ mình vô dọn dẹp hiện trường, gom hết quần áo ra bánh xe chờ tao. Đây đi. Phải đi chỗ khác sống thôi, không có thời gian đứng ở đó coi đâu. Nhưng mà đi đâu? Lần sau đi còn tính. Hung khí gây án là một con dao bấm được tìm thấy trong thùng rác và chỉ có duy nhất một dấu vân tay. Các vết máu xung quanh đều là của nạn nhân. À, còn cô gái kia cũng đã được xác định là Lan Anh, người tình của hung thủ. Vụ án đã xác định được hung thủ chính là Tùng, có đồng phạm. Hiện tại cả hai đang bỏ trốn. Xin lệnh truy nã các đối tượng thôi. Rõ. Nó có trả tiền cũ không? Tụi nó bị công an bắt nên tiền đó coi như chị sẽ phụ. Đi nhanh đi, hình sự tới bây giờ. Sao mày ngu vậy? Có chuyện đó mà mày làm không xong nữa. Mày bị tụi nó gạt coi. Thôi đi, tôi chịu được hết nổi rồi. Sao mày bỏ tao đi? Qua chưa mày? Mày dám không? Thứ của mày. Anh muốn đầy đọa tôi đến khi nào? Tôi bị truy nã là tại anh đó. Đi giải thoát đi, giải thoát cho nhà đi, tôi trả tự do cho mày đó. Biết biết gì? Giấc ngủ yên. Anh có biết không hả? Anh Thắng. Ủa? Thu, ngồi đi em. Sao? Mới sinh em bé xong, hôm nay đi làm lại hả? Đúng rồi, vừa hết nghỉ thai sản thì có quyết định của phòng tổ chức đưa em qua đội chống ma túy. Chúc mừng em. Chà, bên kia là điều quán lớn không? Có thời gian chăm em bé không đó? Chị Hoa anh ơi, công việc và gia đình phải phân chia cho hợp lý chứ. Cố lên nha. Cảm ơn anh. Chỉ tiếc là trong gần 10 năm vừa qua, chúng ta vẫn chưa bắt được hung thủ trong vụ án của anh Bảo. Hồ sơ vẫn còn đó, lệnh truy nã vẫn còn đó. Mặc dù anh em chúng ta không bắt được, nhưng anh chắc chắn đồng nghiệp của chúng ta sẽ bắt được hung thủ. Anh tin là không bao giờ kẻ thù ác trốn mãi được đâu. Chạy vòng ra phía sau.
tội buôn bán ma túy, nhẹ thì ở tù vài năm, nặng là tử hình. Chị còn gia đình và cha mẹ, chị dừng lại đi. Bỏ khẩu trang xuống. Tôi xin đầu thú. Là chị, đồng phạm của Tùng đang bị truy nã. Đưa chị ta đi và gọi cho công an địa phương hỗ trợ. Đội ma túy đã lấy lời khai vụ án, giờ bàn giao lại cho đội anh Thắng để tiếp quản vụ án này. Cảm ơn Thu. Bao năm qua chị và Tùng sống ở đâu? Tôi và anh ta sống dọc khu biên giới, thậm chí có lúc đã vượt biên. Nhưng cuộc sống bên đó vất vả quá nên phải quay lại. Vậy ai là người giúp cả hai vượt biên và quay trở về nước? Điều quan trọng là anh Tùng đang ở đâu? Đã bị bắt rồi, tôi sẽ khai hết. Quân tôi đâu? Em bị điên hả? Em bị gì? Mày bị điên hả? Tại sao mày là người yêu của tao không cho tao quan hệ chứ? Anh nghiện hút chích, rồi nhiễm HIV, muốn tôi chết chung hả? Tao nói cho mày biết, mày là người của tao. Nghe lời của tao, nếu không tao sẽ giết mày đó. Đối tượng là người nghiện ma túy từ nhiều năm. Theo lời khai của người tình đi thì khả năng Tùng đang bị nhiễm HIV. Anh em cẩn thận. Tùng, anh đã bị bắt. Tôi không phải Tùng. Tùng đang ở đâu? Giờ chắc nó đang phê thuốc ở ngoài chòi sớm trên. Giữ hắn lại, bàn giao hắn cho công an địa phương.
Sau khi bàn giao hắn cho công an địa phương, lực lượng di chuyển theo hướng hắn chỉ. Thắng báo là đã bắt được người giết chết ba rồi. Cuối cùng thì kẻ thủ ác cũng đã bị bắt. Nhưng mà ông ta bị HIV giai đoạn cuối. Cho dù là nó có chết, cũng phải đền tội cho ba của con. Pháp luật sẽ trừng trị thích đáng. Các bác sĩ nói tình trạng của Tùng vẫn có thể phục vụ công tác điều tra và xét xử. Vậy là tốt rồi. Vụ án sẽ kết thúc. Hung thủ sẽ phải chịu án và linh hồn nạn nhân sẽ được siêu thoát. Đã bố trí cán bộ cho bệnh viện để theo sát tình hình của bệnh nhân. Được, chúng ta đến và lấy lời khai thôi. Rõ. Từng có món nợ tiền bạc từ thời còn đi học với nạn nhân. Sau một thời gian, y quay lại muốn Bảo thanh toán nợ nần cho mình. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Chỉ vì không giữ được bình tĩnh mà hung thủ đã ra tay đâm nhiều nhát vào người Bảo, khiến cho nạn nhân chết ngay tức khắc. Thay vì thấy người tình của mình giết người, Lạc Anh phải đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng cô gái này đã hành động ngược lại và cũng mang tội đồng phạm. Sau khi phi tang xác chết thì người dân phát hiện và trình báo cơ quan công an, khoanh vùng điều tra và xác định kẻ thủ ác. Nhưng ngay lúc này, y đã bỏ trốn cùng người tình. Tưởng chừng vụ án không thể khép lại, sau một thời gian, người tình của hung thủ cũng bị bắt. Và đây chính là manh mối để lực lượng tầm nã bắt Tùng. Tuy đối tượng đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, nhưng bằng sự quyết tâm và trách nhiệm, lực lượng công an cũng buộc y phải cúi đầu nhận tội và chịu bản án tử hình của hội đồng xét xử.